Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn video trên iPhone. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cái ứng dụng ảnh này Rồi sau đó các bạn bấm vào chọn nha. Rồi sau đó các bạn có thể bấm chọn từng cái video này. Hoặc là các bạn có thể quét chọn và cũng được. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái một ba chấm ở góc dưới bên phải màn hình chỗ đây nha có một ba chấm có hình tròn ở ngoài này các bạn bấm vào rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào ẩn rồi sau đó các bạn bấm vào ẩn bóng video rồi vậy là mình đã ẩn video trên iPhone thành công nha thì khi các bạn ẩn thì nó ở trong có một đây bây giờ mình quay ra mình kéo xuống thì nó ở trong có một bị ẩn này bây giờ các bạn muốn xem lại những video đó hay là các bạn bỏ ẩn thì các bạn bấm vào bỏ ẩn này rồi xác nhận file đi nha rồi những cái video mình ẩn đây nó ở trong cái mục đây nha bây giờ các bạn bỏ ẩn thì các bạn bấm vào chọn các bạn bấm vào chọn từng cái hoặc là các bạn có thể quét chọn rồi sau đó các bạn bấm vào ba chấm ở góc dưới bên phải màn hình đây rồi sau đó các bạn bấm vào bỏ ẩn rồi vậy là mình đã bỏ ẩn thành công bây giờ mình quay ra cái phần album ảnh này vậy là Bóng các video đó nó đã xuất hiện tới lại rồi. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn video trên iPhone. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.